Và xin chào mừng tất cả các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với sân bóng đá Gia Phú. Và ngay lúc này đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu chung kết giải bóng đá Tứ Hùng 4 xã Cù Đông Quảng Ngãi. Một trận đấu được đánh giá rất cao giữa các cầu thủ Nghĩa Hòa và các cầu thủ Nghĩa Hà. Vừa đã có cú hat-trick giúp cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nghĩa Hà. Họ giành chiến thắng trước Nghĩa Phú và tiến thẳng vào vòng chung kết. Đánh đầu không được. Một quả đá phạt góc sẽ thuộc về phía các cầu thủ Nghĩa Hòa và những phút đầu tiên đang là thời lượng giữ bóng có phần nhỉnh hơn đến từ các cầu thủ Nghĩa Hòa. Không được, pha đánh đầu là chưa được đến từ đội bóng áo trắng. Nhưng đó vẫn là những ý đồ thực sự rất rõ ràng. Chúng ta xem lại ở tình huống vừa rồi. Quả đá phạt thuộc về các cầu thủ Nghĩa Hà. Đó là đường truyền. Cơ hội vẫn đang thuộc về chân của các cầu thủ Nghĩa Hà. Thanh Vịnh đang là người có bóng dứt điểm. Không được, và dứt điểm đã không chính xác. Tiếp tục là tình huống chuyển đổi trạng thái. Không được. Một quyết định cực kỳ chuẩn xác của Thu Thành. Và còn thêm bóng ba. Căng ngang. Thực sự thì ở các cầu thủ Nghĩa Hà họ rất giỏi ở những tình huống cố định. Và chúng ta cùng chờ xem đây sẽ là một tình huống thực sự nguy hiểm. Chạm bóng vào, không vào. Cũng là một trong những lối chơi cực kỳ hay. Cơ hội thuộc về các cầu thủ Nghĩa Hà. Không vào. Một sự can thiệp rất kịp thời đến từ cầu thủ phòng ngự được tung vào sân. Thủ thành Văn Sáng cũng là một người chơi rất tập trung và chơi rất có kinh nghiệm. Đầu chuyền ngay, đây là Thanh Vịnh. Một công dành cho các cầu thủ Nghĩa Hà. Quá bất ngờ. Có thể gọi là đầy kỹ thuật và đường truyền của số 10 cũng là một đường truyền cực kỳ hay và cực kỳ chuẩn xác dành cho người đồng đội mang áo số 20 để mang đến bàn thắng với tỷ số cực kỳ quan trọng ngay lúc này. Đối với các cầu thủ Nghĩa Hà ngay lúc hiện tại thì họ cũng đã có những nỗ lực để điều khiển bóng chậm rãi. Và con như vậy thì đã có bàn thắng sắp đặt tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nghĩa Hòa. Quá bất ngờ với tình huống xử lý của người đội trưởng mang áo số 6, đó là Thông Bốc Ba. Quá tình huống vừa rồi, không thể tin được. Pha xử lý rất tốt, đó là của Thông Bốc Ba. Bàn thắng cực kỳ quan trọng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nghĩa Hoàng. Một bàn thắng như là một liều thuốc tinh thần cực lớn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Dứt điểm và dứt điểm cực kỳ chuẩn xác. Và dứt điểm đó là của Xuân Lộc. Không có cơ hội đối với người đang bắt chính ở bên phía cao cầu thủ Nghĩa Hòa. Quả đá cực kỳ khó. Đó là những tình huống phối hợp và Thanh Vịnh là người đã thực hiện đường truyền thuận lợi để cho số 11 tung ra tình huống dứt điểm. Một trong những người có khả năng mang đến cơ hội không vào. Quá nguy hiểm. Tình huống áp sát đến từ đội bóng Ba Sân, lại là một quả đá không chính xác. Không có sự xuất hiện nào phía trong đến từ đội bóng Ba Sân. Cơ hội phản công thuộc về các cầu thủ Nghĩa Hòa. Cơ hội lên bóng dành cho đội bóng Ba Sân, dứt điểm không vào. Các cầu thủ Nghĩa Hòa đánh đầu không vào. Chào bóng vào trong không vào. Trong kịp, không vào. Đã đâu, không vào. Dứt điểm, không vào. Quả chạm bóng rất tốt, đã đâu, không vào. Đội chuyền hay, pha chọc kia, cơ hội dành cho các cầu thủ Nghĩa. Không được, như vậy thì tiếng còi của trọng tài cũng đã cất lên. Và như vậy thì đội bóng đã giành được chức vô địch ở đội bóng đá Tứ Hùng 4 xã Cù Đông Quảng Ngãi. Đó là đội bóng Nghĩa Hà với chiến thắng cách biệt chỉ một bàn trước đối thủ của mình, đó là Nghĩa Hòa.